Trước mình có hướng dẫn tất cả các bạn đăng ký và xác minh verify dự án Anano Network nhận token ANA nha bạn. ANO để claim được token thì các bạn copy cái phần link với mô tả của mình, cái link sàn các bạn, thì các bạn bắt vào trình duyệt với chocolate nha bạn. Các bạn chọn vào mục dashboard nè, chọn dán cái đường link mình vào các bạn, rồi các bạn chọn Anano Network, các bạn login vào, các bạn chọn mạng BB Smart Chain nha các bạn. Sau khi các bạn chọn đăng nhập vào sàn trên chiếc chocolate của bạn, các bạn bấm vào ba dấu gạch trên đợt cùng nữa các bạn chọn vào một trang cá nhân profile của mình các bạn, rồi các bạn chọn vào Anano Full các bạn. Sau khi các bạn chọn vào Anano Full thì nó có hiện balance của tất cả các bạn thì 5 token Anano nữa các bạn chỉ bấm vào claim nha các bạn. Thì 24 giờ sau khi các bạn claim xong đó các bạn, thì các bạn mở cái list cái phần link mô tả thứ hai mình, các bạn copy con chắc của nó các bạn, con chắc Anano mình để vô phần link mô tả cho các bạn đó. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra lại nha các bạn. Nãy nó thông báo là 24 giờ nó sẽ phân phối, mà mình qua kiểm tra thử có được các bạn. Thì các bạn việc nhấp vào ba chỗ cộng trên cùng nữa các bạn, các bạn dán con chắc nó vào nữa các bạn. Rồi các bạn mở con chắc Anano ra các bạn. 5 tốc càng gai, 5 tốc càng gai. Tốc càng này nó sẽ phân phối sau 24 giờ nữa các bạn. Thì nó nói là nó sẽ gỡ, mình đã claim rồi, nó nói nó sẽ gỡ là 5 token sau 24 giờ nha các bạn. Thì token này nó đã list sàn Pancake Swap nha các bạn. Để mình coi giá nó bao nhiêu các bạn. Để mình copy cũng chắc nó các bạn. Bắt từ đây các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Anano rồi, các bạn mắt ra. Các bạn chọn Anano các bạn. Anao nữa các bạn. Tốc cần này đã list sẵn sàng ban cái case swap các bạn. Cho 5 tốc cần mình được bao nhiêu đô các bạn. Ồ 0.81 0.081 BNB khoảng 30 mấy đô các bạn. Mình qua OTT thử các bạn. Cái này khá là ngon các bạn ơi. USDT. Các bạn chọn vào nha các bạn. Có khoảng 33 đô các bạn. Thì dự án này nó sẽ mỗi tháng nó cho mình claim từ 5 đến 10% mỗi tháng nha các bạn. Thì trên gian nó có nói các bạn, nó sẽ mở khóa cho các bạn là từ 5 đến 10% cho mỗi tháng nha các bạn. Các bạn phải giữ token ANDX này trong vòng 5 ngày nha các bạn. Vì tài khoản mình đã xác minh được, mình nó đã mở con chắc, mình được claim được 5 token nha các bạn. Kèo vậy khá ngon. Sau này token nó về mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ swap sau nha các bạn. Ok, như vậy mình đã cập nhật dự án ANDX cho các bạn đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Và mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.